Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Cuộc Đời Giá Trị. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà cái giả nhan nhản khắp nơi. Thực phẩm giả, thuốc giả, bằng cấp giả, điểm giả, học bạ giả. Tuy nhiên tất cả đều chưa nghiêm trọng bằng một thứ giả khác, đó có thể triệt để hủy hoại con người, đó chính là đạo đức giả. Bởi vì đạo đức giả là một thứ vô hình dưới mắt người, nếu như người ta chỉ có thể đoán biết nó qua lời nói và hành động. Nói những lời giả nhân giả nghĩa, nói chẳng đi đôi với làm việc tốt mà đánh trống la làng để tỏ cho thiên hạ thấy, giữ lại cái vỏ ngoài của tín ngưỡng tâm linh mà rút ruột nội hàm kính trời, trọng đạo lý vân vân. Ấy là những cách làm giả đạo đức. Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người thường nói những kẻ đạo đức giả hay ngụy quân tử còn đáng sợ hơn kẻ tiểu nhân. Vậy làm sao để phát hiện ra những kẻ này? Người đạo đức giả thường có 4 đặc điểm. Nhìn qua là sẽ hiểu thấu. Mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên chia sẻ nếu thấy ý nghĩa quý vị nhé. Người đạo đức giả thường có 4 đặc điểm, nhìn qua là thấu hiểu. Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người thường nói những kẻ đạo đức giả hay ngụy quân tử còn đáng sợ hơn kẻ tiểu nhân. Bình thường ngụy quân tử thường tỏ ra rất trung thực, thật thà, một số người còn tỏ ra rất khiêm tốn và nhiệt tình. Nhưng sau lưng họ sẵn sàng đâm dao vào người khác. Có những người thậm chí còn mượn dao giết người, đổ lỗi cho người khác. Tiểu nhân thì sẽ giống con thú, cố đuổi theo để cắn người. Gặp loại người này, bạn có thể lẩn trốn, tránh né, thậm chí có những lúc bạn còn có thể đánh lại. Nhưng với ngụy quân tử lại không như vậy. Họ giống những con thú âm thầm đi phía sau, rồi bất ngờ cắn bạn. Chúng tấn công bạn một cách đột ngột, bạn không thể biết chúng sẽ làm gì cho đến khi nhìn thấy vết thương của mình. Quỷ cốc tử là bậc thầy mưu lược, ông đã dạy bảo rất nhiều học trò giỏi. Để phân biệt người quân tử thực sự với kẻ đạo đức giả ngụy quân tử, ông đã chỉ ra 4 đặc điểm sau. Đầu tiên, chỉ giúp đỡ người khác khi thấy cái lợi của mình. Họ làm việc tốt cho người khác để lấy thanh danh, để kết giao bạn bè. Thực ra giúp đỡ người khác là một phẩm chất cao đẹp, không phải cách để kiếm lợi cho bản thân. Nếu bạn giúp đỡ người khác chỉ để lấy danh tiếng, để lấy lòng người khác, thì có nghĩa bạn đã làm mất đi ý nghĩa vốn có của việc làm này. Những kiểu người như vậy tới lúc sẽ bạc tình bạc nghĩa, chỉ chú trọng lợi ích cá nhân mà quên đi nghĩa tình. Quả thật không nên kết giao. Người xưa nói giúp người khác không nhằm được báo đáp. Nếu chỉ để có được sự báo đáp của người khác thì không nên thi ân. Cho người thì nên với tấm lòng rộng lớn như biển cả, phúc đức tích được sẽ như núi cao. Đời tự nó đã khó khăn, dụng tâm không mưu mẹo thì mới an được bệnh. Đạo đức có thể đủ đầy, trợ giúp người khác, tự nhiên sẽ tích lũy phúc đức cho chính mình, giúp mình tiêu nạn miễn họa. Thứ hai, làm việc tốt vì muốn đề cao bản thân. Làm việc thiện chỉ là vì muốn nâng cao danh tính của bản thân, muốn thể hiện mình cao hơn người khác. Nhưng chẳng phải bản chất của làm việc tốt là mình muốn vậy, để tâm được bình an, để bản thân và mọi người đều nhận được cái tốt đẹp của xã hội. Làm việc tốt là để bản thân cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, để bản thân sống có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn. Nếu làm việc tốt chỉ vì danh lợi bản thân thì đó chính là ngụy quân tử rồi. Thứ ba, tỏ ra là người tốt, người có ý thức chỉ để thể hiện mình. Ra vẻ mình là người tốt, là người có đạo đức nhưng thực tế chỉ là để thể hiện với mọi người, để nổi bật giữa đám đông. Thực tế một người có đạo đức, người ta sẽ tự ước thúc hành động mà không phải vì hư vinh hư danh. Vị quan nổi tiếng đời nhà Thanh, Tăng Quốc Phiên không chỉ là một vị quan giỏi mà còn là người rất biết nhìn người. Ông từng nói có 3 loại người không nên làm việc cùng: đầu óc thấp kém, không nói lý lẽ và thích thể hiện mình. Người thích thể hiện là người luôn cho mình là nhất, họ không hòa đồng với mọi người, không tôn trọng ý kiến của người khác. Nếu làm việc với những người này, khó có thể tìm được tiếng nói chung với họ. Thứ tư, xây dựng cơ nghiệp chỉ để được người đời ngưỡng mộ. Cố gắng làm nên nghiệp lớn chỉ để được người khác ngưỡng mộ, để thế giới phải thán phục. Tạo dựng sự nghiệp chỉ để được người tung hô, khen ngợi, thật quá tầm thường. Một người muốn thành tựu đại sự, thông thường vì muốn theo đuổi hoài bão của mình để chiến thắng được bản thân, góp phần xây dựng thế giới tươi đẹp hơn.
Những người muốn thu hút sự chú ý của người khác để được người khác ngưỡng mộ, họ sẽ không chịu được sự lạnh nhạt của người đời. Họ muốn được khẳng định mình, sự tự tin của họ tạo dựng trên sự khen ngợi, đánh giá của người khác. Thông thường kiểu người này hay thích khoe mẽ, huyễn hoặc bản thân, thích trở thành tiêu điểm trước đám đông, thích mọi người vây quanh mình. Đây cũng là biểu hiện của sự sáo rỗng, giả dối mà thôi. Có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nếu không thể nói được lời hay ý đẹp, thì bạn cũng nhất định chớ nói ra lời oán trách thị phi, khiến người khác đau lòng. Bởi sự tổn thương do lời nói gây ra thực sự rất khó cứu vãn. Ở thôn nọ, có một chàng trai trẻ tài năng xuất chúng, hiểu biết rộng rãi. Nhưng cậu lại có điểm yếu chí mạng là thường nói năng không kiêng nể bất kỳ ai. Cha mẹ và bạn bè thấy vậy thường khuyên bảo cậu, nhưng cậu chỉ nói, có gì đáng kể đâu, chỉ là vài câu nói thôi mà. Có gì đâu mà mọi người phải tròn mắt kinh ngạc như vậy. Sau đó cậu vẫn chứng nào tật nấy. Ngày nọ, có một vị tăng nhân đến thăm làng. Khi gặp ông, theo thói quen, cậu thanh niên lại nói vài câu rất thiếu lễ độ. Khi mọi người quay ra trách mắng, cậu đáp lại rất hùng hồn. Chẳng phải chỉ là mấy câu nói thôi sao? Tôi xin lỗi ông ấy đã được chửi chứ. Vị tăng nhân mỉm cười chỉ nói với cậu thanh niên, để ta kể cho con nghe một câu chuyện nhé. Mọi người vây quanh vị tăng nhân, chăm chú lắng nghe ông kể. Vị tăng nhân ngừng lại một lát rồi từ tốn bắt đầu. Chú gấu chó và những trận đòn roi mắng nhiếc. Có ông lão nhặt được một chú gấu chó ở trong núi sâu về nuôi từ những ngày nó còn bé lũn cũn. Hàng ngày, chú cứ quanh quẩn bên cạnh ông, bám lấy ông như hình với bóng. Cứ thế bốn mùa xuân hạ thu đông qua đi, chú gấu chó cũng lớn lên bên ông lão từng ngày, thấm thoát cũng đã trở thành một chàng gấu lực lưỡng. Hàng xóm kế bên cạnh có ruộng ngô xanh ngút ngàn, bắp nào bắp nấy to ú ụ lại chắc nịch. Chú nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực. Một hôm, nhân lúc nhà hàng xóm đi vắng, ông chủ lại không có nhà, chú gấu trúc không kiềm chế được cơn thèm thuồng, chạy ngay sang ruộng ngô nhà hàng xóm bẻ trộm ngô. Ông hàng xóm về tới nhà, thấy ruộng ngô tan tác, ông đoán ngay rằng chú gấu chó là thủ phạm gây ra việc này. Ông chủ của chú gấu chó vừa xấu hổ vừa tức giận. Ông gọi chú gấu đến, không kiềm chế được cơn nóng giận, bèn cầm thanh gậy dài, quật liên hồi vào người chú, vừa đánh vừa mắng nhiếc thậm tệ. Súc sinh thì cuối cùng vẫn là súc sinh, ta nuôi ngươi cũng chỉ uổng công. Lửa giận vẫn chưa nguôi, ông lại lôi chú gấu ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại, đuổi chú gấu đáng thương ra khỏi nhà. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, khi lòng đã lắng lại, ông mới thấy hối hận. Ông vào trong hẻm núi tìm chú gấu chó. Ông đi mãi, chùn chân mỏi gối mà không thấy bóng gấu ở đâu. Trời chạng vạng tối, những chú chim rừng nháo nhác bay về tổ. Người đàn ông chân thấp chân cao lê bước chân mệt mỏi trở về nhà. Kỳ thực chú gấu chó đang ở rất gần ông, nhưng chú chỉ im lặng. Chú lặng lẽ đứng nhìn mãi cho tới khi bóng ông khuất dần sau núi. Trong đôi mắt đen láy của chú trào ra hai dòng nước mắt nóng hổi. Một lần khác khi ông lão lên núi săn bắt, nghe thấy tiếng động lạ, ông lão vừa quay lưng lại thì thấy một con hổ đang ngoác cái miệng rộng, trực vồ lấy ông. Trong tay không tấn sắt, tưởng chừng cầm chắc cái chết, ông chỉ biết nhắm mắt lại, mọi sự mặc cho số phận an bài. Đột nhiên ông nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng vật huỳnh huỵch bên tai. Ông mở mắt ra nhìn, hóa ra là chú gấu chó. Chú đã quay trở về. Sau một hồi vật lộn, chú gấu chó cũng đuổi được con hổ chạy đi. Ông lão mừng rỡ chạy tới định ôm chú vào lòng, vuốt ve cho thỏa bao ngày mong nhớ. Ông nựng chú rằng, tốt quá, lần trước ta đánh con có đau lắm không? Ta nhớ con lắm, con về với ta nhé. Nhưng gấu chó chỉ quay mặt đi mà rằng, con đã không còn đau nữa, nhưng những lời mà ông nói vẫn cứa vào tim con, khiến con đau đớn, nó vẫn còn rất đau.
Chú gấu nói xong bèn quay trở lại hẻm núi, để lại ông lão đứng trơ vơ một mình giữa góc rừng hưu quạnh. Khi nghe xong câu chuyện của vị tăng nhân, mọi người đều cảm động trào nước mắt. Riêng chỉ có cậu thanh niên kia là vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt, như chẳng quan tâm, lại còn có ý mỉa mai. Vị tăng nhân lại mỉm cười hiền từ, đưa mắt nhìn cậu trai nọ và nói: "Vẫn còn chưa hết, ta lại muốn kể cho con nghe một câu chuyện thế này. Vết sẹo trên thân cây." Vị tăng nhân nhờ mọi người tìm cho mình vài chiếc đinh. Ông đưa cho cậu thanh niên và nói: "Con hãy đóng mấy cái đinh này lên thân cây trước mặt kia." Cậu thanh niên cũng làm theo, đóng những cái đinh sâu hoắm lên thân cây. Đoạn vị tăng nhân lại nói: "Con đi rút mấy cái đinh kia về." Cậu thanh niên không nói gì, lặng lẽ quay trở lại rút mấy cái đinh ra. Nhưng loay hoay hồi lâu, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt mà cậu cũng không nhổ được đinh ra. Cậu bèn chạy về lấy cái kìm, vặn vẹo hồi lâu mới nhổ được một chiếc đinh mang về cho vị tăng nhân. Khi ấy vị tăng nhân dắt cậu thanh niên đến bên thân cây, chỉ vào vết thương sâu hoắm còn lưu lại trên đó mà rằng: "Dẫu con có nhổ được hết những chiếc đinh ra thì có thể làm được gì đây? Trên thân cây chẳng phải vẫn lưu lại những vết thương còn sâu hơn hay sao?" Cũng giống như chú gấu chó trong câu chuyện vừa kể, mặc dù nỗi đau do đòn roi sớm đã hết, nhưng những lời mà người chủ nói ra lại khiến nó tổn thương, suốt cả cuộc đời cũng không thể nguôi ngoai. Vị tăng nhân đưa mắt nhìn cậu thanh niên rồi nói tiếp: "Nói những lời khiến người khác tổn thương cũng giống như đóng những chiếc đinh kia vậy. Dẫu con có nhổ được nó lên thì sự tổn thương mà con để lại cho người khác cũng giống như vết sẹo vẫn nguyên vẹn trên thân cây kia, vĩnh viễn cũng không mất đi." Cậu thanh niên nghe xong đột nhiên bừng tỉnh nói: "Bây giờ thì con đã hiểu ra rồi, nói năng không lễ độ cũng sẽ khiến mọi người chịu sự tổn thương sâu sắc như vậy." Cảm tạ đại sư đã chỉ giáo, vị tăng nhân nghe xong khẽ gật đầu rồi sau đó thản nhiên rời đi. Khi nói ra những lời làm tổn thương người khác, cũng chính là ta đã đóng những chiếc đinh vào lòng họ, vô cùng nhức nhối, không thể nguôi ngoai. Đòn roi có thể liền sẹo, nhưng lời ác ý thì mãi còn khiến lòng người khác rỉ máu. Đạo Phật cũng giảng về việc tu khẩu, giảng về chuyện giữ gìn khẩu đức. Có những lời thực sự không nên nói ra, nói lời không nên nói, vừa làm tổn thương người khác, lại khiến bản thân phải gánh chịu tổn thất phúc báo. Đã là chuyện không lợi cho người, cũng chẳng lợi cho mình, cớ sao còn ép bản thân làm. Người Do Thái có một câu nói rằng: "Thứ tốt nhất trong thiên hạ là miệng lưỡi, mà thứ xấu xa nhất cũng chính là miệng lưỡi." Lại có câu rằng: "Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng." Đừng nghĩ rằng lời nói gió bay, cũng đừng nghĩ rằng một hai câu xin lỗi là có thể vãn hồi mọi thứ. Học cách nói năng có chừng mực, lễ độ, lịch sự không chỉ là tôn trọng người khác mà còn giữ phẩm giá cho chính mình. Bởi vì trăm năm bia đá cũng mòn, nghìn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Hãy chia sẻ với bạn bè của mình câu chuyện này bạn nhé!